Vào cuối thế kỷ 19, khi bọn thực dân Pháp đặt xong bộ máy cai trị ở Việt Nam, chúng bắt tay vào công cuộc khai thác nước ta với quy mô lớn. Sự bóc lột hết sức tàn ác, dã man của bọn tư bản độc quyền Pháp cộng với sự áp bức bóc lột của bọn địa chủ phong kiến trong nước được chúng tiếp tay, làm cho đời sống nhân dân ta vô cùng điêu đứng, khổ cực. Nước mất, nhà tan, đời sống bần cùng, không có con đường nào khác, nhân dân ta đã đứng dậy đấu tranh. Còn điêu tàn, nhân dân bị xéo dày trong tù đầy trong ngục tối. Ngày và đêm trên đôi vai chiêu xiềng gông, đời như chẳng còn nguồn sống tàn lùi dần xuống. Người đồng chí hy sinh cả đời mình, từ trong lớp thơ thuyền đi theo đàn theo dân, một tuổi xuân anh dâng cho mọi người, hồng đôi lấy cuộc đời mơ trong vạn tấm lòng. Rồi từ ấy xóm vắng và quê nghèo, đêm đêm lần đi về trong lòng người gieo hạt giống, nguồn ngụt cháy trong bao tim của người dân, từ lâu oan thù chồng chất ngọn lửa hờn uất. Cùng toàn dân đinh ninh một lời thề, vùng lên để diệt thù anh dân đầu tiên phong, dành cuộc sống trong tay lũ bạo cường, về với lớp thơ thuyền với dân cày bốn phương. Chẳng còn nguồn sống tàn lùi dần xuống. Người đồng chí hy sinh cả đời mình, từ trong lớp thơ thuyền đi theo đàn theo dân, một tuổi xuân anh dâng cho mọi người, hồng đôi lấy cuộc đời trong vạn tấm lòng. Rồi từ ấy xóm vắng và quê nghèo, đêm đêm lần đi về trong lòng người gieo hạt giống, nguồn ngụt cháy trong bao tim của người dân, từ lâu oan thù chồng chất ngọn lửa hờn uất. Cùng toàn dân đinh ninh một lời thề, vùng lên để diệt thù anh dân đầu tiên phong, dành cuộc sống trong tay lũ bạo cường, về với lớp thơ thuyền với dân cày bốn phương. Đời đời ghi trong tim của mọi người, người chiến sĩ thơ thuyền hy sinh vì